kính thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi liên quan việc tăng cường nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, từ báo cáo của các địa phương, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 255 nhà vệ sinh công cộng. Những nhà vệ sinh công cộng tập trung nhiều nhất là ở Quận 5 với 38 nhà vệ sinh công cộng và ít nhất ở Quận Phú nhuận, Nguyễn Cần giờ chỉ với 2 nhà vệ sinh công cộng. Khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3 chỉ có khoảng từ 10 đến 18 nhà vệ sinh công cộng. Mặt khác, bên cạnh số lượng nhà vệ sinh công cộng còn hạn chế ở địa phương, thì tại một số nơi nhà vệ sinh công cộng đã bị xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh của người dân, khách vãng lai, khách du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chấp thuận một số nội dung. Cụ thể chỉ đạo các cơ quan đơn vị đang được giao quản lý, vận hành và khai thác các nhà vệ sinh công cộng đã được đầu tư tại các bến xe, công viên và các khu vực công cộng khác khẩn trương cải tạo, nâng cao chất lượng phục vụ đối với các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu đang quản lý. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện chủ động khẩn trương lựa chọn vị trí thực hiện lắp đặt mới các nhà vệ sinh công cộng di động trên địa bàn đồng thời ra soát vận động các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, khai thác các cơ sở kinh doanh dịch vụ như bưu điện, cây xăng, siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn thực hiện nâng cấp cải tạo nhằm nâng cao chất lượng nhà vệ sinh tại cơ sở. Đề xuất những đơn vị này đồng ý cho khách du lịch, khách vãng lai được sử dụng các nhà vệ sinh này khi có nhu cầu để tăng số lượng nhà vệ sinh sẵn sàng phục vụ trên địa bàn. Về vị trí lắp đặt nhà vệ sinh công cộng mới, cần thực hiện theo nguyên tắc xem đây là công trình công cộng thiết yếu để phục vụ nhu cầu công ích. Do vậy, các sở ngành liên quan cần chủ động hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện trong việc thực hiện lắp đặt mới các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Về đảm bảo điều kiện để vận hành các nhà vệ sinh công cộng, Tổng công ty Điện lực thành phố và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện trong việc kết nối điện nước để vận hành nhà vệ sinh công cộng khi có yêu cầu. Đối với mẫu mã nhà vệ sinh công cộng tại các đơn vị cần ưu tiên yếu tố tiện ích, thoải mái trong phục vụ nhu cầu thực tế của người dân, khách vãng lai, khách tham quan du lịch khi tham gia các hoạt động trên địa bàn và thân thiện với môi trường. Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp xúc làm việc với một số nhà sản xuất cung cấp nhà vệ sinh di động với nhiều mẫu mã thiết kế phù hợp với điều kiện đặc thù của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ động liên hệ, giới thiệu các nhà sản xuất đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện để liên hệ phối hợp thực hiện đầu tư nhà vệ sinh công cộng.